truyền thông tin thất thiệt liên quan đến Buka và Chi Thú Kiệt sau đám cưới. Dù hôn lễ trôi qua 2 ngày, thế nhưng những thông tin liên quan đến Buka Chi Thú Kiệt vẫn đang gây sốt trên mạng xã hội. Giữa nhiều bài đăng chúc phúc thì lại xuất hiện những thông tin sai sự thật. Mới đây các diễn đàn mạng lan truyền sự việc một tài khoản của người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã đăng lại clip Buka Chi Thú Kiệt trong lễ ăn hỏi kèm chia sẻ gây phẫn nộ. Cụ thể, tài khoản mạng xã hội kia tung tin Hoa hậu Khánh Vân và Buka là chị em, còn Chi Thú Kiệt là chàng trai Trung Quốc mang 100 triệu đến để hỏi cưới, cuối cùng chọn người em. Thực tế, Khánh Vân và Ngô Quý Huy giữ vai trò là phù dâu và phù rể trong lễ gia tiên của Buka và Chi Thú Kiệt. Vì Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019 cũng mặc áo dài và có hoa cầm tay nên mới gây hiểu lầm. Clip này đang thu hút lượng tương tác khủng các nền tảng mạng xã hội nước ngoài. Thông tin trên khiến giả Việt vô cùng bức xúc và phẫn nộ vì sai lầm trầm trọng, khiến Hoa hậu Khánh Vân ngồi không cũng chịu dính đạn. Nhiều người còn cho rằng đây chính là kiếp nạn 82 của cô dâu và chú rể sau ngày cưới. Buka và Chi Thú Kiệt tổ chức lễ cưới Cam Ranh ngày 4 tháng 11 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 11. Trong ngày trọng đại, cặp đôi đã trao nhau lời hứa hẹn ngọt ngào trước sự chứng kiến của dàn sao. Hoa hậu Khánh Vân cũng gửi lời chúc mừng, từ nay chị yêu đã có một bờ vai để tựa vào, chúc chị và anh rể thật nhiều hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.